quý khách hàng nào đang tìm cái căn nhà có diện tích rộng, ô tô vào nhà thì đây là một căn nhà đáng để lựa chọn nha mọi người. Ngoài xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngoài xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án hai căn rất là đẹp. Nó phải thuộc là dòng siêu phẩm rồi mọi người ạ. Bởi vì sao? Ngõ rộng, ô tô vào nhà, diện tích lớn. Với cái thông số nhà như sau: 40m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ trước nhà 4m, ô tô có thể đi vào nhà. Mặt tiền của cái ngôi nhà này thì lại rộng 3m82 và mặt hậu là 3m88. Nhà này nở hậu và diện tích trên sổ đỏ là 39m2 mọi người nha. Với cái thiết kế hiện đại 5 tầng có ban công vô cùng thoáng và vị trí thì thuộc cầu Bưu Thanh Trì Hà Nội. Từ vị trí của ngôi nhà này, khoảng cách đi ra tới bệnh viện K Tân Triều nó chỉ rơi vào bán kính 500m. Nó rất là gần với lại bệnh viện K này, bệnh viện 109, bệnh viện 103 và bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Nói chung từ vị trí ngôi nhà này đi ra tới trung tâm rất là gần mọi người nha. Đây chính là vị trí ngõ trước nhà thưa quý vị. Đó, với cái ngôi nhà thiết kế hiện đại và hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn và bên trong toàn bộ là cửa gỗ lim cao cấp. Đó. Chỉ có duy nhất hai căn thuộc vị trí này thôi ạ. Mọi người theo em vào vị trí tầng 1 của ngôi nhà để xem tầng 1 ngôi nhà có thiết kế như thế nào nhé. Với tầng 1 của ngôi nhà, chủ đầu tư thiết kế là ở dưới tầng 1 là có thể để xe ô tô vào phía bên trong. Ngôi nhà diện tích lớn 40m mọi người ạ. Đấy, và đây là tầng 1 phần để xe. Cửa đây rất là chắc chắn và an toàn. Đó. Đây, như mọi người có thể quan sát, chủ đầu tư rất cầu kỳ và tỉ mỉ, thiết kế đầy đủ về trần phào cũng như cái hiện trạng của ngôi nhà thì chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hệ thống điện, hệ thống nước đều được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này giá chào bán 4,5 tỷ đồng và sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Đặc biệt căn nhà này chủ đầu tư có tặng cho mình nội thất nữa nha mọi người. Tiếp theo, Ngoài xin mời quý khách hàng vào tham quan cái phòng bếp của ngôi nhà, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà lại vô cùng hợp lý. Chất liệu làm nên cái tủ bếp này là gỗ xoăn đào nha mọi người, rất là chắc chắn và rất là đẹp, màu sắc rất là hài hòa, cũng như là làm sáng bừng cái ngôi bếp này, cái gian phòng bếp này. Toàn bộ phụ kiện bếp được thiết kế là chất liệu inox 304, chậu rửa bát là chậu đúc, vòi chậu đây. Đây, quý khách hàng có thể nhìn thấy. Mặt bếp được ốp đá đen granite rất là đẹp. Và đây là chủ đầu tư là tặng một cái bàn này, bàn ăn gỗ xoăn đào luôn mọi người nha. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Từ cái vị trí gian phòng bếp này mà ra tới phòng để xe ở kia thì rất là rộng. Đồng thời cái vị trí của ngôi nhà này thì rất là gần với lại chợ dân sinh, gần với những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh. Từ vị trí của ngôi nhà này mà đi ra tới trục đường chính Nguyễn Xiển thì nó rơi vào khoảng bán kính khoảng tầm 2km thôi mọi người nha. Rất là gần những cái tiện ích ạ. Tầng 1 còn có một nhà vệ sinh nữa, đầy đủ về bồn cầu cũng như là hệ thống vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà. Ngôi nhà này là thiết kế 5 tầng, vô cùng đẹp, vô cùng hiện đại. Đây là hệ thống tay vịn cầu thang đây mọi người có thể nhìn thấy ạ. Rất là đẹp, rất là chắc chắn. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, cổ trụ tàu, cầu thang là được thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc cổ bậc là ốp đá đen trắng granite. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà, khám phá tầng 2 căn nhà xem là thiết kế như thế nào nhé. Thưa quý vị, với cái tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Phần Ngọc Ánh đang chỉ đây là phần khu vực phòng làm việc nha mọi người. Đó, mọi người thấy không ạ? Rất là đẹp, rất là rộng. Chủ đầu tư có để sẵn ở đây là kệ gỗ này, bàn làm việc này và tủ để đồ này mọi người này. Đấy, tủ kính để đồ ở đây thì có thể là để đồ trang trí hoặc là để tài liệu các thứ. Nói chung là chủ đầu tư thiết kế căn nhà này rất là hợp lý. Có một nhà vệ sinh ở phía tầng 2, đầy đủ về bồn cầu cũng như là lavabo, gương tắm. Và
Phòng khách của ngôi nhà ở đây, đây là trọng tâm của ngôi nhà. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh vào tới phía phòng khách của ngôi nhà để tham quan phòng khách. Đây mọi người có thể thấy chủ đầu tư sắm toàn bộ sofa cao cấp cũng như là kệ tivi này, quạt trần này. Đó. Và phần phòng khách này thì làm riêng biệt là sàn gỗ nha mọi người. Đồng thời là có lắp cả cho mình một bộ rèm nữa. Đó, rất rất là hợp lý. Có ban công đây ạ, hướng ra phía bên ngoài. Ban công thật luôn. Đây thưa mọi người. Với căn nhà này, hướng nhà là hướng đông nam. Chỉ nóng hơi một chút về tí buổi sáng thôi nha mọi người. Còn tầm trưa trưa đổ ra thì với cái hướng đông nam này thì rất là mát. Đấy, phòng khách nhỏ xinh nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng nha mọi người. Đấy, rất là đẹp ạ. Như vậy đây là tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 3 của ngôi nhà nhé. Mọi người ơi, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế mỗi tầng gồm 2 phòng ngủ rộng và ở trên mỗi tầng thì có một phòng vệ sinh. Mời người theo Ngọc Ánh vào phía căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà nhé. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Đấy, với cái diện tích cũng khoảng tầm 12m2. Cửa thông phòng là cửa gỗ lim. Và sàn thì là được lát sàn gỗ. Đồng thời có tặng một bộ rèm cửa ở đây. Chủ đầu tư để sắt ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa rồi. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà đều được thiết kế hệ thống trần thạch cao theo kiểu giật cấp và hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Đồng thời với cái toàn bộ ngôi nhà này thì tông màu sơn chủ đạo đó là màu trắng nha mọi người. Đây, tạo cho cái không gian phòng rất là thoáng. Cửa sổ mở ra phía bên ngoài đây để lấy thoáng. Thì cửa sổ được thiết kế là hai lớp cửa rất là an toàn. Bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Mời quý khách hàng theo em sang phía phòng ngủ thứ hai của tầng 3 nhé. Với cái gian phòng ngủ tiếp theo, mọi người có thể nhìn thấy phòng cũng rất là rộng. Với căn nhà này vuông vắn nở hậu thì cái thiết kế cái căn phòng ngủ bên trong như sau. Là có một cái, ở đây có một cái hệ thống giếng trời từ phía tầng 3 cho tới lên tầng 5 mọi người nha. Cái khu vực này là cái phía giếng trời ạ. Bởi vì sao cái căn phòng này thì cái mặt sau không có cửa sổ, cho nên chủ đầu tư cố tình thiết kế một cái cửa ở đây và cái giếng trời từ tầng 5 xuống để lấy thoáng cho cái căn phòng này. Đó, rất là đẹp đúng không ạ. Đầy đủ công năng tiện ích sử dụng với cái thiết kế 5 tầng như thế này. Và ở phía hành lang giữa hai phòng ngủ là có một nhà vệ sinh. Đây thưa quý vị, nhà vệ sinh của ngôi nhà đầy đủ công năng, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, bàn đá lavabo đây. Đó, hệ thống nước sạch đều đã được sử dụng hết rồi. Tiếp theo, mời mọi người lên trên phía tầng 4 cùng em nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ được thiết kế giống hệt như tầng 3, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh nha mọi người. Với cái thiết kế 5 tầng của ngôi nhà như thế này thì là có riêng tầng 1 là phần để xe ô tô hoặc là cái khu vực để xe này, phòng bếp này, tầng 2 phòng khách, phòng làm việc và tầng 3, tầng 4 là 4 phòng ngủ. Đáp ứng đầy đủ công năng luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy phòng vệ sinh. Thiết kế màu sắc rất là bắt mắt, hài hòa. Và phòng ngủ tầng 4 đây. Đấy, lên trên tới phía tầng 4 của ngôi nhà là đã có 4 phòng ngủ lớn rồi mọi người ạ. Và cửa thông phòng của tất cả các phòng đều là cửa gỗ lim. Chắc chắn. Và phần cuối cùng của ngôi nhà đó chính là tầng 5. Mời quý khách hàng theo em. Với tầng 5 của ngôi nhà được thiết kế là có một cái ô giếng trời ở đây để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang nha mọi người. Đấy, và đây chính là cái phần ô giếng trời để lấy thoáng như Ngọc Ánh vừa nói ở phía dưới tầng 2, tầng 3, tầng 4 đây. Là lấy toàn bộ xuống cái khu vực vào cái căn phòng ngủ phía bên trong. Tầng 4 này thiết kế gồm có một phòng thờ và một sân phơi. Đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó,
với 5 tầng thiết kế hợp lý, hiện đại và đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Và giá chào bán thì cũng là hợp lý so với khu vực nha mọi người. Đây chính là phần sân phơi cụ thể của ngôi nhà. Đây ạ, đứng từ phía sân phơi của ngôi nhà, nhìn xung quanh mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều tòa chung cư này. Từ vị trí của ngôi nhà như Hồng Ánh vừa chia sẻ, nó cách bệnh viện ca Tân Triều, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 5 đến 700m thôi. Rất là gần với những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh, gần với lại trục đường Nguyễn Xiển. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà này, quý khách hàng nào đang tìm cái căn nhà có diện tích rộng, ô tô vào nhà thì đây là một căn nhà đáng để lựa chọn nha mọi người. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, vui lòng gọi điện cho Hồng Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì nhớ bấm vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.